Theo thống kê của Bộ Giao thông Vận tải, từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tăng trung bình khoảng 10% một năm. Hiện phạm vi từ nút giao An Phú thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Long Thành đã khai thác vượt so với năng lực thông hành của tuyến. Do đó, việc nghiên cứu phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành là cần thiết, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Mới đây, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC cũng đã đề xuất phương án tiếp tục đầu tư mở rộng tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành từ vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao Long Thành với quy mô 8 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo VEC hoàn thiện phương án nghiên cứu, tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ với giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành vào năm 2025. Hiện nay, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là một phần của đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, có phạm vi từ vành đai 2 thành phố Hồ Chí Minh đến nút giao đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết do VEC quản lý khai thác.